7 đúng không? Có vẻ lẻ. Ok. Mình muốn hỏi anh Fit 3 game cuối anh Fit được Slow Hand cho trả bao nhiêu tiền? Anh em cứ cà khịa thôi. Ok, hỏi Cường nhá. Ok. Dạ, em đây. Xuống hỏi đi, xuống hỏi đi. Ok, em hỏi nhá. Alo. Fit đã đâu, đâu đâu. Từ hành 3 top 7 trận cuối top 1. Đương kim vô địch của giải đấu có khác. Đương kim đâu, bảo vệ thành công vô địch. Bảo vệ mà, bảo vệ thành công. Sorry đi anh ơi, bảo vệ thành công. Bây giờ là team mình muốn em phỏng vấn ai trước nhỉ? Cường đi, Cường em đi. Anh em tắt mic cho Cường phỏng vấn đi. Ok, Cường ơi. Em đây anh ơi. Em cảm thấy thế nào khi mà em là người giành được một chiếc Airpods? Em cảm thấy nó quá xứng đáng với những gì em đã thể hiện từ đầu, từ những trận vòng bảng đến giờ. Em đánh ổn định, anh cũng thấy em đánh ổn định. Và ở trận đấu cuối Cường quyết định đánh kêu đấy là có cái sự tính toán không? Hay là ra kêu thì mới đánh thôi? Sự tính toán của em là từ cái vòng đi chợ đầu tiên. Khi mà em nhặt con Sivir cầm cái gậy phép về. Đúng em rồi. Đóng luôn cuồng đao. Và lúc đấy em đã tính là nếu mà em ra được 6 cung đào sớm em đép thẳng lên 9. Nhưng mà nếu mà em mà đánh quái ra thêm một cái cung nữa thì em có thể ghép được cái đại bác và em có thể xoay kêu được ở đây vào 8. Đúng rồi. Tại vì anh có để ý là lúc mà Cường lấy cho mình cái con Sivir cầm cái gậy, anh đã bảo là thế này thì có thể là Sivir 2 cầm cuồng đao rồi. Và đúng là như thế, Cường đã phát triển mình kêu theo cái hướng mà 6 cuồng giáo Sivir cầm cuồng đao rất khỏe và giữ được rất nhiều máu. Và ở lên 8 với lượng tiền rất nhiều đã khung được cái bài gần như là mắc binh của bài kêu đúng không? Vâng. Tại vì là Cường có biết là không biết là trong trận đấu trường Cường có để ý, Cường có biết là cái pha đấu nào để quyết định đến chức vô địch của Slow Hand không? Em cũng không rõ lắm. Hình như là cái pha mà Đức Anh gặp nhà của Green mà đấm Green đi luôn lúc đấy. Không, cái Green đi luôn thì không phải, mà cái pha mà quyết định đến chức vô địch là cái pha mà đối đầu của Lâm Louis và TG Stillness. Nếu mà cái pha đấy tại vì là cái con Talon của anh Dũng ấy đánh của cái con Samira của anh của Lâm Louis chỉ còn một tí máu thôi. Tức là nếu mà Samira chết là Lâm Louis sẽ phải dừng lại top 4. Nếu mà Lâm Louis top 4 thì TG sẽ hơn điểm team Slow Hand. Nhưng mà Lâm Louis con Samira đấy né được cái phát đánh của Talon và giữ lại được 2 điểm dành cho team Slow Hand. Đấy là cái điểm nhấn của cái trong trận chung kết ngày hôm nay đấy. Một pha quyết định luôn đấy. Pha đấy cực kỳ hay luôn. Tức là gọi là hay không bằng hên đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà ban thế thì ban tổ chức phải hình như phải gửi Airpods qua bên này chứ nhở? Đây rồi, đây là Lâm Louis, anh em có thể thấy một chàng trai thư sinh học giỏi của chúng ta. Lâm Louis lúc mà Tử hỏi Lâm Louis một câu là ở cái round đấu đấy nó rất hồi hộp, thực sự là Lâm Louis có nghĩ là Lâm Louis với con Samira đấy Lâm Louis có thể chiến thắng được TG Stillness ở trong round đấu vừa rồi không? Thực ra thì cái tên đấy là mình đã tính được gặp là Stillness rồi, nhưng mà vấn đề là con Talon nó lại nhảy khôn quá, luôn luôn chọc vào con Chitana, làm con Chitana không được chơi game nữa. Đúng rồi. Nhưng mà may là pha đấy có con Samira. Samira và con Talon ở trong tên đấy cũng bị né khá nhiều, nhưng mà cái đam chính của Lâm Louis là con Chitana bị hạ gục ngay lập tức, nhưng mà có con Samira 2 bù lại thì đã mang lại chiến thắng dành cho Lâm Louis dành cho TG Stillness ở tên đấy. Lâm Louis chứ, đúng không? Lâm Louis ở tên đấy và giữ cho mình máu. Tại vì tên đấy là Lâm Louis chỉ còn hình như là một tên là đi luôn đúng không? Một tên là đi luôn. Không, hình như là máu đấy chưa thể chết được. Chưa thể chết được. Nhưng mà cái lượng máu đấy xem đúng kiểu hồi hộp luôn đấy. Samira còn một tí chứ không có hiện cái thanh máu luôn anh em ạ. Không có hiện thanh máu rồi. Trận chung kết hay quá. Và thôi mình sẽ chuyển qua hỏi lá cờ đầu của Slow Hand nhỉ? Anh Ken ơi. Đây anh đây. Đây anh ơi, anh có cảm nghĩ gì khi mà bảo vệ được chức vô địch như kiểu Real Madrid đá C1? Thì tất nhiên là vui rồi, nhưng mà mình cảm giác giải này vẫn hơi dễ. Với mình chỉ có mỗi TG là để gọi mình cảm giác có một tí áp lực thôi. Tại vì trận đầu dẫn cũng hơi sâu. Hơi sâu đúng không? Mới ngủ dậy nên là nháp hơi nhiều. Được, đánh giá là em ngay từ đầu em đánh giá trận này là trận kiểu El Classico rồi. Là kiểu hai bên cân kèo. Và đúng rồi, anh em nhìn thấy kết quả điểm là đúng điểm. Con số không biết nói dối mà anh em. Con số không biết nói dối là nhìn vào điểm số là biết là hai team cân đến mức độ như nào, hiểu nhau đến mức độ như nào, và chỉ nhận thua khi mà thua mất 2 điểm thôi. Cho anh cũng cho anh xin gửi lời chia buồn với Steel và gửi lời cảm ơn đến Fit em nhé. Ok. Sao cảm ơn đến Fit sao các bạn bọn anh chức vô địch lần này. Ok anh ơi, em chắc là anh Fit cũng đang xem và em sẽ gửi lời đến anh Fit. À, anh Dũng đây rồi, anh Dũng xuống luôn. Thì có lẽ là mua chuột thôi, cứ mua chuột thôi. Đâu biết đâu ấy, trong cuộc bạc của anh em bạn nhé. Sáng nay là đã thấy mua chuột rồi đấy. Em nghĩ là thôi em sẽ kéo hết thành viên team VK xuống đây để giao lưu luôn. Mình nghĩ là giao lưu luôn hai team cho vui. Đây, sẽ xuống hết đây. Mình nghĩ là chuyển anh em xuống hết đây để giao lưu cho vui. Đức Anh bảo sao mà Fit cứ bảo là thua, nhưng mà không sao đâu anh em ơi, không sao đâu. Lo được, lo được. Lo được thì... Anh Fit anh Fit cứ bảo lo được thế này thì có lẽ là sau trận đấu ngày hôm nay thì ngày mai team Slow Hand sẽ có một cuộc gặp mặt cái tên Fit ở chắc là quán lẩu nào đấy rồi. Chắc chắn là một quán lẩu nào đấy ở ngã tư Sở gì đó và Cầu Giấy. Để cảm ơn cho tên Fit anh em ạ. Đánh Tết hơi mệt bạn ơi, từ sớm thì không sao bạn ơi, giọng hơi mệt mỏi. Ông tôi biết nhiệm vụ của bạn ở trong team rồi mà. Ok bạn ơi, tôi gánh hai trận đầu rồi, hai trận bóng bảng rồi. Bạn động viên tinh thần là chính đúng không? Vào đội hình cho có. Rồi quá hay rồi, tám anh em hôm nay đánh quá hay rồi, xem sướng mà. Hôm nay Steel đánh ổn định quá, tự đạo trong tốt. Phí được trận top 1 thì ngon rồi. Đánh vẫn ổn định như đánh danh bạn nhỉ? Đánh cứ đánh như đánh danh thôi bạn này. Đó, anh em một câu hỏi gì? Ui giời ơi, các ông chat là SH Fit luôn rồi, Slow Hand Fit rồi đấy, chịu đấy. SH Fit rồi. À, tranh thủ cho em hỏi anh Phong Hoa là nhà anh Phong Hoa bão chưa nhỉ? Em này em hỏi bạn viewer thì viewer bảo là ở Lào Cai đang mưa thì phải. Chỗ anh là nãy nó bị nháy điện quán nên anh cứ sợ kiểu đang chơi đến mất điện ấy thì hơi toan. Nhưng mà từ cho anh nói cái này nhá. Ok anh ơi. Thực ra ấy thì cái lúc vừa nãy cái ở cái trận 2 ấy, lúc đấy là kiểu cái game 1 ấy bên anh bị dẫn hơi sâu ấy, lúc đấy anh cũng hơi tâm lý. Nên là cái ở cái trận 2 lúc mà mọi người gỡ điểm ấy thì anh cũng kiểu giải tỏa tâm lý này, có chat mấy câu ấy thì thực ra anh không có ý gì cả đâu. Thì anh thật sự ấy thì anh rất là quý anh Steel từ hồi anh chơi 1-2 nữa rồi nên không có ý gì cả. Nếu mà lúc đấy anh Steel có nghĩ là chẳng may em có gáy thì thật sự đấy em không có ý như thế đâu. Không, thật ra là như thế này, thật ra như này, chơi vui thì gáy được bình thường đúng không? Nhưng mà cái lúc quan trọng là trận chung kết thì kiểu anh em gáy nhưng mà kiểu gáy vừa thôi, kiểu gáy đủ thôi. Đấy, bây giờ lấy con Olaf về làm hết sức mọi cách rồi lên 9, xong anh em bảo không biết chơi thì đúng là kiểu bực đúng không? Đúng không? Làm hết sức rồi nhưng mà chưa. Đồ nó chỉ đến thế thôi đúng không? Kiểu hơi cây. Thì nói chung là chơi game thì là chơi game thôi, không muốn anh em vì cái đấy mà mất tình cảm đấy. Okay. Anh bình thường mà, bình thường mà, cái đấy không sao cả, cái đấy bình thường. Không sao anh ơi. Anh Dũng mà nói chung là qua hôm nay ngày mai lại quên mà, ngày mai lại khoác vai nhau anh em mà. Không sao đâu anh ơi. Bị thật tiêu dí nhiều rồi. Anh em có câu hỏi gì với cả cho Slow Hand không? Để mình hỏi này, anh em muốn hỏi MVP hay muốn hỏi lá cờ đầu của Slow Hand không, để mình hỏi chia sẻ gì về game không, để mình hỏi đó. À đây hỏi anh Fit. Anh Fit ơi, anh Fit có thấy hối hận khi không cho 99% sức mạnh của team TG vào đánh không? Nào, đâu đấy. Anh phải hỏi anh chứ. Sao hỏi Fit? Hôm nay cân rồi. Anh Fit giọng buồn với thái thì anh Fit hôm nay hơi mệt anh ạ. Đi chắc là đi cả ngày rồi, vẫn bị khịa rồi. Giọng hơi mệt anh em ơi. Giọng hơi mệt. À hỏi A Chốc Ba, đây hỏi Green, anh em muốn hỏi gì Green nào? Với pha Chốc Ba, A Chốc Ba là Green rôn ra từ round bao nhiêu đấy Green ơi? 5.mấy anh ơi. 5.mấy à? Lúc mà anh sang ở Green là 5.2, 5.3 ấy là A Chốc Ba rồi. 5.2 là A Chốc Ba rồi. Em điều tiền mà em rôn đúng là nói chung là rôn nó cứ ra chốc thì bắt thôi. Không ai để ý đâu, lúc thua là ai cũng đổ vào ông ơi. Đúng chưa? Hai trận vòng bảng với cả bán kết tôi gánh tụt quần. Làm quan trọng là lúc này thôi. Làm những gì mà có khán giả là chắc chắn sẽ như thế, đá bóng cũng thế mà chơi game cũng thế. Đúng không? Hay chưa? Mình không thể trở thành vua thì mình sẽ phải chịu nghe gáy thôi. Đúng không? Sẽ phải nghe những lời chỉ trích, đúng là như vậy. Nhưng mà mình đánh giá trận hôm nay nào trận cống hiến cho mọi người xem khá hay rồi, trận chung kết đánh cân 77-79 điểm anh ạ, lệch không quá nhiều. Cân từ đầu đến cuối luôn mà cái chức vô địch chỉ quyết định ở khi mà còn lại 4 player thôi anh em. Hỏi pha bán Nautilus đi á thì bỏ ấy mà còn đánh bằng truyền thuyết đâu thì chả bán Nautilus à? Và đấy là bán đi xong rồi mình đi bán là kẹp hai con 5 tiền. Em bỏ truyền thuyết ý, tại vì truyền thuyết nó phế rồi thì em bỏ luôn, em kẹp con on vào. Là anh biết là Green đã bán con Deco đi để cho cái con Chốc cầm hai cái bàn tay. để quyết định mình không co chốc luôn. Với lại kèm 5 tiền, tại vì con cái hệ truyền thuyết lùi phế rồi thì đang kẹp on vào là 5 tiên phong thì em bán Nautilus xong bán chó gác luôn mà. Bỏ vào truyền thuyết mà. Có phải là... có người hỏi anh Dũng này, hỏi anh Steel tại sao anh Steel không bỏ thêm vài trăm nghìn nữa để mua top 8 của Lâm Louis. Cái này em nghĩ phải hỏi cả Lâm Louis nữa anh em ạ. Trận top 8 đầu tiên được cho anh, được rồi. Thật ra là khi nãy donate cho Lâm, tại vì thấy hôm qua Lâm đánh mấy cái top 8 tụt nhiều điểm quá. Em 6 donate cho Lâm có tinh thần đánh giải thôi. Chứ mua chuột cái này, mua chuột là chỉ có fit ở đây này, sáng nay mấy cái top 1 này ăn nhiều kèo quá này. Anh Fit sáng nay phải mấy trận top 1. Anh top 1 tập về bùng kèo 4 cái top 1 cơ. Kinh nhỉ. Anh Fit bị mua được 2 ngày hôm nay rồi. Anh Fit bị bùng kèo à? Bị bùng kèo chứ có được cái gì đâu. Rồi em bị bùng suốt anh Fit thôi. Bây giờ anh Fit ơi, em bảo anh Fit mà định sáng bao nhiêu kèo anh Fit ghi lên tên luôn ở trên đấy anh Fit ạ. Cho nhớ lần trước em ghi mà tên ghi tên ai bùng á, không ghi tên luôn anh, ghi tên là cho kéo bao nhiêu đấy, ghi tên lên luôn kiểu chỗ điểm ấy đấy, ghi luôn. Em ghi mà. Em ghi luôn, em kiểu em hay quên ấy, em ghi luôn mà để cho anh em tự giác. Hoàng Thành hỗ trợ tài chính anh em hợp lý quá nhở, kiểu như là Hoàng Thành là kiểu hỗ trợ tài chính cho team Slow Hand đấy đúng không? Hỏi dùm anh Fit có ý định giải nghệ không? Già rồi à? Ủa dồi, anh Fit anh em mới 96 già cái gì? Anh Fit còn nhiều thanh xuân lắm. Còn lâu vào chung kết rồi vẫn bị gãy thôi. Thôi anh em, có lẽ là bây giờ giải đấu này sẽ khép lại năm 2021 thôi anh em ạ. Còn... à không, 2020 chứ. Qua 2021 thì chúng ta sẽ có những giải đấu mới. Đây là giải đấu cuối cùng của 2021 do 2020 do TG tổ chức rồi. Thua 2 lần sát nút, cày chưa? Thua 2 lần sát nút. Lần trước là mình thua bao điểm anh nhỉ? Lần trước mình cũng thua một top thôi, thua một top, thua một top thôi đúng không? Phải có thất bại ông ơi thì mới có thất bại tiếp. Phải có thất bại mới được. Có ông hỏi là bao giờ mình giải nghệ này? Khi nào game này nó nghỉ thì khi nào game này nó hết người chơi thì giải nghệ này. Anh em ơi, khi nào mà anh Dũng mua khoảng độ khoảng chục cái nhà Cầu Giấy thì giải nghệ nhá. Rồi, cái đấy thôi. Anh giờ tiêu sinh năm bao nhiêu? Anh tiêu sinh năm 93 nha anh em nhá. 93 nhưng mà giấy khai sinh là 2000 nhá. Quá trẻ. Hỏi anh Dũng ôm la sớt của Green của cay không? Đấy không phải ôm anh em ơi, bán anh la sớt. Anh bán mà, nghĩa là cứ có 2 con là anh bán 1 con đi đúng không? Anh Dũng không lên 2, anh em hiểu không? Anh bán anh chỉ để 1 con tí kích hệ thôi. Xem live xem Liverpool Man City cút luôn anh em ơi. Anh em bảo mình live bóng đá cút luôn. Liverpool Man City kèo. Dạ. Like poker em. Cút luôn anh, lần trước em xem tí rồi cút luôn anh, xem 5 phút cút luôn anh Dũng. Bây giờ anh Dũng ơi, bây giờ anh Dũng chơi không rồi em like thì còn hợp lý anh Dũng ạ. Hợp lý nhỉ. TG Lạc thì đi thấy bảo đi bán cau tối nay anh em ạ, nên là không đánh. Thôi có lẽ là mình sẽ chốt lại nhá. Anh em ơi, mình sẽ chốt lại điểm và MVP nhá. Và chúng ta sẽ khép lại giải đấu ở đây thôi. Và chúc mừng team Slow Hand với 4 thành viên VNB Ken, Lâm Louis, Phong Hoa TFT và Cường Thách Đấu rất xuất sắc khi mà chiến thắng trước team TG để bảo vệ lại chức vô địch của The Chosen Team. Và với cái chức vô địch này, team Slow Hand sẽ có một cái tích ấm, đặc biệt là Cường Thách Đấu có thêm cho mình một cái Airpods với 64 điểm trong xuyên suốt cả giải đấu. Và team TG sẽ có niềm vui bằng 1/2 niềm vui của Slow Hand, bởi vì đơn giản là lượng tiền thưởng Á quân thì bằng 1/2 của nhà vô địch, nên là niềm vui của TG cũng chỉ bằng 1/2 niềm vui của Slow Hand thôi. Hãy tham gia group TG và những người bạn, subscribe và nhấn chuông kênh Tố Gaming để theo dõi các giải đấu đấu trường chân lý đỉnh cao do TG tổ chức. Xin chào và hẹn gặp lại.